Thủ Malaysia đã giành chiến thắng trước Campuchia với tỷ số là 7-6, là những đội bóng được đánh giá rất mạnh. Dứt điểm không được, đó là pha di chuyển và dứt điểm không thành công của quá hay. Dứt điểm ngay, đó là pha trịch mũi chân rất nhanh. Dứt điểm không được, dứt điểm góc hẹp, nhưng thủ môn bên phía đội tuyển Malaysia vẫn đang khép góc rất tuyến hai. Đó là một tình huống chuyền bóng không phải là pha dứt điểm, nhưng tình huống dứt điểm cuối cùng của Amanda lại không thành công. Đó là của đội pha xoay sở rất hay. Tình huống đó là pha dứt điểm khá nguy hiểm. Adiansi Anua mất bóng rồi, Malaysia có cơ hội không được của Malaysia. Tình huống pivot đây làm tướng dứt điểm không vào, bóng đập đúng vào cột dọc. Tán phản công tốt, họ đã đối mặt dứt điểm vào để hạ gục thủ môn bên phía đội tuyển Malaysia. Bây giờ lối chơi của các thủ Malaysia, dứt điểm vào, một pha dàn xếp tấn công rất hay. Tình huống để mất bóng không vào, rất khéo dứt điểm không vào. Cơ hội không vào, quá đáng tiếc cho các cầu thủ Indonesia. Men từ một tình huống đá phạt góc thì phiên Men đã đứng ở cột 2, và sau đó là pha dứt điểm quả đá phạt góc tuyến 2 khá nguy hiểm. Đã có bàn thắng rất đẹp của Sao Milena. Số 8 bên phía Indonesia. Thêm một tình huống mất bài nữa, có lẽ sẽ có bàn thắng thứ 5 chăng. Đúng là như vậy. 5-1. Chơi power play của các cầu thủ Indonesia đã giành chiến thắng 5-1 trước đội tuyển Malaysia. Một trận đấu hay và hấp dẫn khi mà Indonesia được đánh